Xin chào anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Bún Bánh. Hôm nay xin giới thiệu đến anh chị mẫu xe bên em vừa lấy về nha. Fortuner 2.4 máy dầu số sàn nha anh chị. Bây giờ máy dầu số sàn hiếm xe lắm nha anh chị. Và cái giá đầu vào nó cũng bị đẩy lên cao á anh chị. Do giá xăng hiện tại nó tăng cao nên cái nhu cầu mà tìm xe máy dầu nó tăng đột biến. Chính vì lý do đó nên cái nguồn thu đầu vào của tụi em á, giá nó bị đẩy lên cao. Nên cái nguồn đầu ra thì giá nó cũng phải cao nha anh chị. Và đặc biệt xe đi chỉ mới 15.000 km thôi. Một chủ mua mới ngày đầu, xe đứng tên công ty, xuất hóa đơn cho anh chị nha. Nên có nhiều anh chị tham khảo xe, hỏi tại sao cái xe bây giờ nó tăng giá cao quá. Thì bên em là đơn vị thu mua thì cũng phải thu mua giá cạnh tranh theo thị trường mới lấy được xe anh chị ha. Nên cái đầu vào tụi em giá nó hơi cao, nên tụi em phải bán ra cái giá nó nhỉnh lên hơn một xíu so với cái thời điểm trước. Xe này thì hiện tại bên em đang chào bán hơn 1 tỷ chút xíu nha. Anh chị nào cần biết giá chính xác thì cứ alo cho Hiền nha. Xe thì nước sơn xi còn rất là đẹp anh chị. Đó, sơn nó còn rất là nét luôn nè. Xe đi chỉ mới 15.000 km thôi. Cái vỏ còn gai gió luôn nè anh chị. Còn dây cui. Đĩa còn sáng trưng nè anh chị không? Những cái dòng xe Fortuner này đi cái vỏ 80-90 ngàn mới phải thay nha anh chị. Tùy điều kiện mặt đường mình đi nữa. Xe này thì chủ trước họ cũng đó là dán phim cách nhiệt nè. Viền che mưa, lót sàn. Ghế bọc lại màu này cũng rất là sạch nè. Em thấy cái da này nó cũng tương đối ok, nó rất là mềm nè anh chị. Màu này màu nho, ghế da màu nho. Đây, mới đi được 15.000 km thôi nha anh chị. Xe này tụi em đã kiểm tra 176 hạng mục và có cam kết chất lượng cho mình nha. Xe đúng chuẩn km. Không tua đồng hồ. Không đại tu động cơ hợp số, không cấn đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm. Vô lăng còn rất là mới luôn anh chị. Cũ số nè. Đó, anh chị thấy không? Xe bên em là bán xe đúng chất, đúng chất rồi, xe đẹp không nha anh chị. Chứ anh chị đừng có so sánh với những cái xe ở ngoài. Những cái xe ví dụ như xe đi nhiều km thì giá nó khác, giá nó rẻ hơn rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà xe đi nhiều, xe này công ty đi thì không có kinh doanh gì nha anh chị. Máy móc nổ còn rất là êm luôn. Được cái dòng Fortuner đi cực kỳ lành luôn. Cứ thay nhớt rồi bảo trì bảo dưỡng thường xuyên là cứ chạy thế mà chạy thôi anh chị ha. Không lo về hỏng lặt vặt hay là hao nhiên dầu, hao nhiên liệu gì hết á. Xe đi 100 km tầm 7 lít à. Bột trần sẵn luôn nha anh chị. Dòng này thì bây giờ nó đã có cân bằng điện tử rồi. Rồi hai chế độ Eco, Normal, Eco với lại Power. Màn hình tích hợp sẵn luôn trên màn hình với camera lùi nha anh chị. Dòng này thì có màn hình với camera lùi rồi. Màn hình này mình có thể kết nối USB nè, hoặc là nghe đĩa đều được. Nghe gọi điện thoại trên vô lăng. Những cái điều chỉnh âm lượng đều trên đây hết. Côn số còn rất nhẹ anh chị ha. Con số còn rất là nhẹ luôn.
chi tiết táp lô còn rất là đẹp anh chị. Máy nổ êm anh chị. Đó đây là máy tụi em đang nổ máy á. À, nó có dàn lãm phía sau nó hơi ồn. Máy nổ rất là êm luôn. Lớp sơ cô còn có lăn nhẹ nha anh chị, nhưng mà ví dụ khi mà bị thủng lớp thì người ta thay vô người ta thay lên lại thôi. Cái lớp sơ cô nó có dính một ít cát đá đây nè. Ồ, xe này có gắn thêm cái thanh ổn định nữa nha anh chị. Cả miếng lồi phía sau. Có cái lót cớp nữa nè anh chị. Lót cớp. Rồi, anh chị nào đang tìm xe máy dầu số sàn đi ít thì lấy chiếc này phù hợp nha anh chị. Mẫu mã kiểu dáng thì nó cũng không có khác quá là nhiều so với cái phiên bản khi mình chỉ lấy xe mới. Được cái là xe này mình không có chờ. Bây giờ xe mới hầu như cái nguồn cung nó rất là ít, nên chị lấy Fortuner hầu như là phải chờ hết. Rồi để em quay tiếp cái phần động cơ cho anh chị xem ha.